Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký, cài đặt bảo mật và KYC tài khoản trên sàn FTX.com. Trước khi đi vào nội dung chính của video, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Rồi, quý vị ai chưa có tài khoản sàn FTX.com, quý vị hãy lấy đường link KTV để bên dưới video này hoặc lấy cái mã giới thiệu đăng ký để được giảm 5% phí giao dịch. Thì đây là cái mã giới thiệu của KTV này, 29288455. Rồi, quý vị vào theo đường link KTV để bên dưới video này. Quý vị chọn ghi danh. Ở ô email, quý vị hãy nhập địa chỉ email của quý vị vào này. Rồi, ô mật khẩu, quý vị hãy đặt mật khẩu của quý vị. Nhập xong, quý vị hãy nhấn vào cái hình tròn này, nhấp để xác minh này. Rồi, và để chứng minh mình không phải là một robot thì quý vị hãy vuốt cái hình này cho nó khớp vào. Ok, đã vượt qua này. Rồi, quý vị tích vào cái ô vuông có chữ I agree to the FTX. Rồi, quý vị nhấp vào sign up này. Phần này quý vị có thể new, saver hoặc là level. Cái này quý vị đóng vào. Rồi, quý vị để ý phía bên trên này là cái địa chỉ email của quý vị này. Bây giờ quý vị hãy click vào. Rồi, quý vị chọn đến cái phần cài đặt này. Ở bước này, quý vị hãy cài đặt xác thực hai lớp này. Quý vị hãy bật xác thực Google Authy trước này. Quý vị hãy kích vào này. Rồi thì đây là cái mã QR code để quý vị thêm nó vào cái app Authy trên điện thoại smartphone. Và quý vị ai chưa biết cài đặt cái app Authy này thì quý vị tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ. Hoặc quý vị cũng có thể copy cái mã này. Đó. Thì ở đây KTV sử dụng luôn cái Authy trên máy tính nên KTV sẽ copy cái này. Rồi bây giờ KTV sẽ mở cái Authy lên này. Quý vị vào cái dấu cộng của Authy này. Rồi quý vị hãy dán cái mã vừa copy vào cái ô Enter Code này. Rồi quý vị chọn vào Add Account này. Ở phần Account lên, quý vị hãy đặt tên. Ví dụ ở đây KTV sẽ đặt là FTX đi. FTX.com. Rồi phần này thì quý vị chọn cái màu cho cái App Authy FTX này. Ở đây KTV sẽ chọn là màu đỏ. Rồi xong này, quý vị hãy nhấn vào server. Ok. Rồi, ở đây quý vị chọn vào gửi này.
Bây giờ quý vị hãy lấy cái mã Authy mà quý vị vừa cài đặt, thêm nó vào cái app Authy đó. Đây, thì cái mã Authy chính là cái dãy 6 số đây này. Và nó chỉ chạy trong vòng 30 phút thôi. Vì vậy quý vị phải thao tác nhanh. Rồi, quý vị bấm vào cái biểu tượng copy này. Đó, đã copy. Rồi, quý vị hãy dán nó vào đây. Dán này. Rồi, quý vị chọn gửi này. Đó. Ok, đã bật xác thực hai lớp rồi này. Phần này là mật khẩu rút tiền. Quý vị cũng có thể bật lên. Xác thực hai lớp cho việc rút tiền. Thì cái này là cái xác thực bằng Google Authy đó. Thì đã bật rồi, nghe chưa? Về cái phần xác thực hai lớp này, thì quý vị ai mà chưa dành hay là chưa thành thạo cài đặt cái Authy, thì quý vị cũng có thể sử dụng xác thực bằng SMS. Đó, thì đây có cái chế độ chuyển đổi sang SMS này. Quý vị cũng có thể vào đây để chuyển và quý vị nhập số điện thoại vào để lấy mã và nhập mã xác nhận. Cũng trong cái phần địa chỉ email của quý vị này, quý vị hãy chọn này, chọn tiếp là cài đặt này. Rồi, quý vị chọn tiếp vào cái phần xác minh danh tính này. Thì ở đây, quý vị chưa xác minh này. Nếu quý vị chưa xác minh, thì giới hạn rút tiền trong một ngày là 1.000 đô. Vâng, một số tiền cũng rất chi là lớn. Nhưng KTV khuyên quý vị nên xác minh KIC, bởi vì sau này khi quý vị có giao dịch hay là nạp rút mà có gặp vấn đề gì thì quý vị cần phải nhờ đến bộ phận support ở bên sàn, thì họ sẽ hỗ trợ một cách nhanh nhất hơn cho những người đã KIC và quyền lợi của quý vị được đảm bảo hơn. Rồi, ok. Quý vị chọn vào xác minh danh tính này. Quý vị chọn tiếp vào cái phần này, withdraw limit này. Quý vị để nguyên là cá nhân. Còn nếu mà tổ chức thì quý vị chọn là tổ chức. Ở cái ô thứ nhất này, quý vị hãy nhập họ tên của quý vị vào này. Quý vị lưu ý là quý vị đánh tiếng Việt không có dấu. Rồi, cái phần quốc gia cư trú quý vị hãy để là Việt Nam. Cái phần thứ ba là cái phần State, Province, Origin. Thì quý vị ở tỉnh nào của Việt Nam thì quý vị hãy nhập tỉnh đó. Rồi, cái phần Preferred Chat App đây này, quý vị hãy tích vào cái mũi tên này. Và quý vị đang sử dụng cái app chat nào thì quý vị hãy chọn. Ví dụ ở đây KTV đang sử dụng cái Telegram thì KTV sẽ chọn là Telegram. Còn quý vị sử dụng WhatsApp hay là Twitter hay Skype hay là WeChat hay là KakaoTalk thì quý vị chọn rồi. Cái phần cuối cùng là phần chat hand này, là quý vị hãy nhập cái link của quý vị mà quý vị sử dụng cái app chat ở cái bước bên trên, ok chưa? Rồi, nhập xong quý vị hãy chọn vào Submit này. Rồi, thì ở trên đây nó sẽ báo này.
Quý vị hãy nhập cái số điện thoại của quý vị đang sử dụng vào cái ô màu trắng ở trên cùng này. Rồi, nhập xong quý vị hãy bấm vào cái request SMS code này. Rồi, bây giờ quý vị hãy lấy điện thoại, mở tin nhắn lên để lấy cái mã code và quý vị nhập vào cái ô SMS code 357 này, 245. Rồi, nhập xong, quý vị hãy submit này. Quý vị hãy bấm vào từ bắt đầu này. Rồi, thì ở đây quý vị có thể xác minh bằng hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe hoặc là thẻ căn cước công dân. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn là thẻ căn cước công dân. Rồi, quý vị hãy chọn tiếp là bạn muốn sử dụng điện thoại di động này. Quý vị hãy nhập địa chỉ email của quý vị vào cái ô nhập email của bạn này. Rồi, nhập xong quý vị chọn gửi này. Bây giờ quý vị hãy mở địa chỉ email lên để kiểm tra thư. Rồi, về cái phần này, quý vị hãy mở email bằng cái điện thoại smartphone của quý vị này và quý vị tìm đến cái địa chỉ gửi đây này. Đó. Và cái tiêu đề là liên kết xác minh ID của bạn. Đó. Thì quý vị hãy nhấn vào cái từ nhấn vào đây. Sau đó quý vị kết nối và tự động camera nó sẽ mở lên. Quý vị sẽ chụp ảnh cái mặt trước và mặt sau của cái căn cước công dân và chụp ảnh cái chân dung của quý vị. Ok chưa? Rồi. Và họ sẽ có một cái thông báo. Đó. Kiểm tra máy tính của bà, máy tính đề bàn của bạn này. Thì quý vị chờ khoảng độ 24 giờ. Khi KIC thành công, họ sẽ có thông báo vào email của quý vị. Ok, và KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.